Quán nhậu Năm Dĩnh là quán thịt cầy nổi tiếng nhất ở cái huyện này. Các món ngon từ thịt chó được quán làm rất công phu. Thịt luôn đảm bảo được độ tươi ngon vì ông Năm Dĩnh Kim luôn cả việc thu mua và giết mổ. Quán của ông thịt mỗi ngày ít nhất 4-5 con cho mới đủ để phục vụ khách. Cái nghề này được nhà ông duy trì đã 3 đời từ ông nội, cha ông đến đời ông thì đều làm ăn rất khá khẩm. Kẻ ra người vào tấp nập từ chiều đến tối muộn, quan chức hay những kẻ nát rượu đều tìm đến quán ông để thưởng thức món ngon từ thịt chó như tiết canh chó, chó luộc hay dồi chó đều được dân nhậu đánh giá cao. Do từ nhỏ đã được chứng kiến cảnh cha ông giết chó làm thịt nên cái máu đã ăn sâu vào con người ông. Ông Năm Dĩnh xem việc giết chó như một thói quen, hôm nào không được đập đầu chó cạo lông chó là y như rằng hôm đó ông bức rất khó chịu trong người. Ông Năm dáng người cao lớn, đầu lại hói da thì đen bóng loáng nên nhìn rất bặm trợn, hàm răng ngã vàng vì thuốc lá. Người đời có câu nồi nào thì úp vung nấy, vợ ông là bà Vân cũng vậy, bà mập hơn cả cái thùng phi, tóc xoăn miệng hô, giọng nói thì chu ngoa đanh đá, nhìn chung rất xứng đôi vừa lứa với ông. Trái với vẻ ngoài bặm trợn, ông Năm Đinh lại là một người kỹ tính nên ông luôn chỉnh chu chuẩn bị mọi thứ trước khi thịt chó. Ông có một con dao bầu gia truyền được truyền lại từ đời ông nội của ông. Theo lời kể thì con dao này được rèn rất kỹ từ lò rèn của một người bạn thân của ông nội nên rất sắc bén, mũi dao nhọn dùng để thọc tiết, lưỡi dao bén để sắc thịt. Con dao lướt đến đâu thịt con vật bị đứt đến đó, chặt sự xương như chặt củi khô. Vừa bén vừa nặng bản dao to, lưỡi dao bóng loáng. Con dao đã lấy mạng không biết bao nhiêu con chó từ 3 đời nhà ông. Cung không đủ cầu, số lượng thịt ra mỗi ngày không đủ để bán, thế là ông đánh tiếng gần xa để mua lại chó với giá cao, nạn trộm chó ở huyện tăng lên đáng kể. Đối tượng ban đầu chủ yếu là chó nuôi để bán, dần dà chó ghẻ, chó hoang ở gầm cầu hay chó giữ nhà đều bị câu trộm để bán. Thằng Tài con ông và cả bà Vân vợ ông cũng là những người nghiện thịt chó. Lâu lâu nó lại mua về một con mập mạp để làm riêng cho cả nhà ăn. Nó nghêu ngao, kênh cái mặt lên điệu bộ đắc ý nói lớn: rượu tầm thì chó nướng vàng, mời đi đánh chén cách làng cũng đi. Ông Dĩnh cũng có ý định truyền nghề lại cho nó nên ông thường kêu nó vào giúp việc vặt mỗi khi ông làm thịt chó. Quán của ông nằm ngay cạnh một con rạch, nước phù sa đục ngầu nhưng nó lại là nguồn nước sinh hoạt chính của việc kinh doanh của nhà ông. Nước được múc lên lóng phèn cho lắng lại rồi sử dụng. Chó mua về bị ông cột mõm, bốn chân lại rồi bỏ vào bao bố quăng thẳng xuống con rạch cho đến khi nó ngập nước chết ngạt thì vớt lên rồi mới nhúng nước sôi mổ bùn cạo lông. Con nào mập mạp thì ông sẽ cột mõm lại, cạo sạch phần lông bên hông cổ trái của con chó, ở chỗ đó sẽ nổi lên những sợi gân xanh. Tiết lấy ra sẽ thơm ngon và tươi hơn. Sau khi rửa sạch phần lông và nước máu, chó sẽ được bà Vân vợ của ông đổ thẳng xuống con rạch. Đây là toàn bộ quá trình tự cung tự cấp nước của quán ông Năm Dĩnh. Trái ngược với sự sạch sẽ bên trên quán thì dưới bếp là cả một mớ hỗn độn, đầy hôi hám dơ giấy và bẩn thỉu. Ấy thế mà thực khách vẫn tắm tắc khen quán ông vừa ngon vừa rẻ mà không hề hay biết mình đang ăn thứ thịt đầy bẩn thỉu và tội lỗi kia. Hôm đó là tối thứ bảy cuối tuần, khách đến quán khá đông. Một bóng hình thấp thoáng đứng bên hông quán chỗ cánh cửa sổ. Ông Năm ơi ông Năm! Tiếng thằng xíu ý ới gọi, nó vừa trộm được ở đâu về một con chó phèn lông vàng ốm nhách ốm nhom. Hai chân khẳng khiu mõm dài ra nước dải lòng thòng nhưng ánh mắt lanh lợi, có chút gì đó dữ tợn đỏ rực nhìn ông. Miệng nó bị thằng xíu cụp lại bằng băng keo đen. Gì mà kêu ông xong vậy mậy? Có hàng đây ông mua lại không? Ông Năm Dĩnh chề môi một cái rồi nói. Hứ bao nhiêu con tao cũng mua, huống hồ con chó ống trơ xương này. Thằng xíu hí hửng đáp. Vậy ông trả con bao nhiêu? Để tao coi. Châu mày ông Dĩnh nhìn con chó rồi cục ngủng đáp. Ba xị. Gì rẻ vậy ông, thêm chút nữa đi. Được thì bán, không thì biến, tao còn nhiều việc lắm. Thằng xíu nhăn mặt nài nỉ. Thôi thêm 50 nữa đi ông, ba xị rưỡi nha.
Tường thôi đem nó vô trong bếp cho tao nhớ đi vòng qua bên hồng quán nha mày. Này là tao cho thêm chứ con chó ống nhách không tới giá đó đâu nha hông. Vừa nói xong ông móc trong túi ra 350 đưa cho nó. Xong ông cũng đi vào quán mang bia cho khách. Miệng ông mỉm cười nghĩ thầm, vậy là có thêm thịt để bán rồi. Tưởng đâu hôm nay hết thịt phải đóng cửa sớm thì tiếc lắm. Con chó đó vốn là của bà Sáu bán vé số ở cuối xóm. Bà không có chồng con sống mười mấy năm nay đều nhờ vào số tiền ít ỏi từ việc bán vé số hàng ngày. Cách đây 3 năm trong một lần đi bán về trễ trên đường về ngang qua gầm cầu bà phát hiện một con chó con nằm trút trong bụi rậm. Nó kêu ư ử khiến bà chú ý, lại gần thì bà thấy đầu nó dính đầy máu cổ hằn lên vết cứa của dây kẽm. Bà nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ gỡ cọng dây kẽm ra khỏi cổ nó. Nó nhướng đôi mắt yếu ớt lên nhìn bà đầy thương cảm. Chắc nó vừa bị câu trộm nhưng không biết may mắn thế nào thoát được rơi xuống đây. Có lẽ định mệnh sắp đặt nó thoát chết gặp được bà, thế là bà Sáu âu yếm nó bế vào lòng mang về nuôi. Bà xem nó như con của bà, có đồ ăn bà cũng chia cho nó một nửa. Đổi lại nó cũng cùng bà trong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số. Chó không chê chủ nghèo là vậy, tối về nó lại rút vào chiếu nằm với bà. Bà Sáu hát ru cho nó ngủ. Thấm thoát nó đã gắn bó với bà mấy năm nay, mắt bà đã mờ yếu đi và nó dẫn đường cho bà đi đến những chỗ đông người để bán. Có người thấy con chó không biết thương chủ thì cho nó đồ ăn, cũng có người thấy bà với nó thì chê hôi hám xua tay đuổi đi. Chó con ngày nào giờ cũng đã lớn nhưng do thiếu ăn nên ốm nhom. Ấy thế mà hôm nay bị thằng xíu câu trộm mất nó, canh lúc bà vào chòi lấy đồ thì nhanh chân chích điện con chó rồi ôm đi mất. Bà Sáu chỉ nghe một tiếng hú của con chó, lật đật mò ra thì đã không còn. Bà Sáu đi tìm suốt cả buổi tối mà không gặp nó, bà rắm rứt khóc mà quay về cái chòi cũ. Với bà có lẽ nó không đơn giản chỉ là một con vật mà là người thân, người đồng hành. Người quen thấy vậy thì súng lại hỏi bà càng khóc lớn. Ác quá trời ơi, có con chó để bầu bạn mà cũng nỡ lòng bắt đi. Tận cùng của sự uất ức, nỗi đau thì người hiền lành thế nào cũng hóa giận. Ánh mắt đục ngầu bà tức tối nguyền rủa. Tao nguyền cho đứa nào bắt con chó của tao ăn thịt bị chó nhập, tán gia bại sản chết không nhắm mắt. Kiếp sau đầu thai làm chó lại để người ta siết cổ. Người ta lại xì xầm nói bà mất có con chó mà làm gì ác mồm ác miệng vậy. Thói đời thường là vậy nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau bà đang phải hứng chịu. Bà nghe thấy hết nhưng cũng không nói gì, thất thiểu lê cái thân già đi về. Bà khóc nấc lên từng tiếng. Quay lại quán nhậu của ông Năm Dĩnh, giọng vợ ông Năm chu ngoa hướng về phía ông cất lên. Ông còn ở đó làm gì, xuống làm thịt con mới nhanh đi, người ta hối quá trời kìa. Ông Năm khề khà đáp lại. Được rồi, tôi xuống liền. Do gấp gáp nên ông chỉ kịp cột mõm và bốn chân con chó lại rồi cắt cổ chứ không thả xuống nước. Con chó kêu ư ử trong cổ họng. Con chó này rất lạ, nó khiến ông Năm hơi ngạc nhiên hơn mọi khi. Tuy nó ốm yếu nhưng rất khỏe, máu sợ cổ cũng nhiều hơn con khác, đặc biệt là ánh mắt nó rất hung dữ. Đã làm thịt không biết bao nhiêu con chó rồi mà ông vẫn rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của nó. Thấy nó đã nằm im thoi thóp, ông Năm vô ý cắt dây để nhúng nước sôi cạo lông thì bất ngờ nó vụt dậy cắn mạnh vào tay ông Năm một cái rất mạnh, rồi ngậm chặt cánh tay ông. Thằng Tài ở cạnh nghe thấy tiếng la của cha nó thì chạy qua. Thấy tình cảnh vậy nó vớ tay lấy cái chày đâm tiêu to đùng trên sóng chén đập mạnh vào đầu con chó. Vừa đập một phát nó vừa la lớn hốt hoảng. Trời ơi, sao cha để nó cắn dữ vậy nè. Phải đến cái thứ ba con chó dường như hết sức, nó mới từ từ nhả tay ông Năm ra. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng ra từ vết cắn. Ông Năm Dĩnh như điên máu lên, ông cầm con dao vẫn thường dùng giơ mạnh lên phập một phát đầu con chó đứt lìa ra, lăn xuống con rạch rồi trôi đi mất. Miệng nghiến răng lại gần lên từng tiếng. Mẹ mày dám cắn tao hả? Bà Vân vợ ông chạy xuống hối thấy tình cảnh vậy thì vội lấy bông băng thuốc đỏ xuống băng bó cho ông.
Máu từ tay ông chảy xuống lòng bàn tay rồi dính vào con dao gia truyền mấy đời nhà ông. Kinh dị hơn là dòng máu ấy từ từ ngấm vào con dao. Con dao lúc này như có linh tính, nó hút từ từ dòng máu của ông Năm mà ông không hề hay biết. Con dao bao đời này lấy mạng hàng ngàn con chó. Máu chó ít nhiều thấm vào con dao khiến nó thành tinh và rất thích máu chó. Hôm nay ông Năm vô tình để máu người thấm vào. Nó dường như nặng hơn và phát ra một luồng khí rất mạnh. Giây phút bắt đầu cho một bi kịch của nhà ông Năm Dĩnh. Phải đến khi bà Vân cất tiếng lên khiến ông giật mình mới bỏ con dao xuống. Trời ông ơi, sao hôm nay kỳ vậy, tự dưng để nó cắn là sao? Ông vẫn còn cay cú nên tức tối nói lớn. Mẹ nó tưởng nó chết rồi nên cắt dây trói ra, ai ngờ nó trâu bò dữ vậy đâu. Cắn cái đau muốn chết luôn. Bà Vân nhìn xác con chó nằm đó rồi hỏi. Ủa, rồi cái đầu con chó đâu ông? Rớt xuống nước rồi, thôi bỏ luôn đi. Giờ bà làm sạch nấu rồi bưng lên cho khách. Tôi lên phòng nằm nghỉ chút chứ nhức cái tay quá. Bà Vân khó chịu lắm vì nào giờ đều do ông làm mọi thứ, từ việc vết rồi cạo lông chặt thịt bà chỉ việc nấu thôi. Hôm nay ông kêu bà làm hết thú thật bà hơi lúng túng, nhưng nhìn lại cánh tay ông thì bà đành tặc lưỡi gật đầu đồng ý. Ờ thôi ông lên trên đi để tôi làm được rồi. Quay qua bà lại kêu. Tài à Tài, ra phụ mẹ chút đi con. Hai mẹ con nhìn xác con chó gầy trơ mất phần đầu thì rùng mình, loay hoay mất một lúc cũng làm được vài món cho khách. Người khách cuối cùng bước ra khỏi quán, bà Vân mới thảnh thơi ngồi đếm một xấp tiền còn tanh mùi máu. Thằng Tài thì quét dọn quán sơ sài rồi nói. Con tắm rồi ngủ trước á, mẹ cũng đi ngủ sớm đi nha. Nó dòm đem xấp tiền rồi mở miệng cười nói. Mẹ cấp này buôn bán được quá, mẹ đổi cái điện thoại mới cho con đi. Bà Vân hứ một tiếng rồi nói. Cha mày, thấy tiền là xin à, cứ lo phụ quán đi, bớt đi chơi lại thì mẹ mua cho. Cô cậu cười hà hà rồi đi vào trong. Lúc đi ngang phòng của ông bà Năm thì nghe một âm thanh rất lạ phát ra từ trong phòng. Tiếng ét ét như của con chó nào đó đang kêu vậy. Nó nghĩ thầm chắc ban ngày nó làm thịt chó nghe riết nên bị ám ảnh, chứ chó ngày hôm nay đã giết hết rồi còn con nào sống đâu mà kêu nữa chứ. Tuy vậy nó vẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn vào, chỉ thấy ông Năm nằm co ro xoay người vào vách tường. Tiếng kêu lúc này cũng dừng, không còn nghe thấy nữa. Thấy cha đã ngủ nên nó đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi ngủ. Lúc này bên ngoài chỉ còn bà Vân. Nhiệm vụ cuối cùng của bà là thu gom chén dĩa xuống dưới bếp để sáng mai mới rửa. Đang loay hoay xếp chồng chén vào thau để bưng xuống nhà dưới thì bà nghe văng vẳng bên tai tiếng chó sủa inh ỏi, gầm gừ như ai oán. Bà hết hồn quay đầu nhìn xung quanh, quán cửa lúc này cũng đã đóng kín. Bà lẩm nhẩm. Trời ơi, chó ở đâu sủa dữ vậy không biết. Nay ổng thịt hết rồi còn con nào đâu à. Bà nghĩ vậy vì những nhà hàng xóm xung quanh quán từ lâu đã không còn nuôi chó, hoặc nếu có nhà nuôi thì cũng xích chó rất kỹ trong nhà để tránh bị câu trộm. Mà tiếng chó phát ra rất gần như quanh quẩn trong quán bà vậy. Được một lúc thì nó lại ngưng, bà nghĩ bụng chắc không có gì nên tiếp tục làm công việc. Khệ nệ bưng nguyên thau chén đũa to đùng xuống bếp, đến khi ngang phòng của vợ chồng bà thì lại nghe tiếng chó sủa, nhưng lần này nó kêu nhỏ như chó con bị siết cổ vậy. Bà dừng lại lắng tai nghe thì xác nhận được là nó phát ra từ căn phòng vợ chồng bà. Bỏ thau xuống, bà mở cửa ra xem thì vẫn thấy ông Năm đang nằm duỗi hai tay hai chân ra gốc vuông vức với thân người, lưỡi ông lè ra thở từng hơi y như dáng nằm của loài chó. Nhưng do góc nhìn từ phía sau nên bà cũng như Tài nghĩ là ông Năm đã ngủ nên đóng cửa phòng lại rồi đi. Xong xuôi hết mọi việc, bà Vân mệt mỏi tắm rửa rồi đi vào phòng. Bà sảng khoái nằm xuống bên cạnh chồng thì âm thanh tiếng chó ư ử lại vang lên giữa đêm thanh vắng, lúc này cũng đã hơn 12 giờ khuya.
Bà bực dọc ngồi phắt dậy nhìn xung quanh rồi chấn tĩnh lại thì âm thanh đó phát ra từ chính chồng bà, ông Năm Vĩnh. Bà hơi sững người một lúc thì lay lay người ông dậy. Ông Năm quay người lại nhìn bà, hai mắt ông lúc này đỏ hoe, đang ngủ bị gọi bất ngờ thì ông câu rồi quát bà. Cái gì, đang ngủ mà kêu cái gì vậy hả? Bà nhìn ông một lúc không thấy gì lạ thì hỏi. Hồi chiều ông làm hết mấy con chó, có còn con nào không? Ông bực dọc trả lời hơi gắt. Làm hết rồi, đi ngủ đi, đang đêm giật đầu dậy hỏi tào lao không à? Bị chồng la thì bà Vân cũng không dám hỏi nói nữa, bà lại nằm xuống lắng tai nghe thì không thấy gì nữa. Bà dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng hôm sau khi bà thức dậy thấy ông và thằng Tài vẫn còn ngủ, bà nhẹ nhàng đi xuống bếp rửa hết đống chén dĩa hôm qua xong rồi bà vệ sinh cá nhân. Lúc này ông Năm cũng đã thức, khi bước xuống bà thấy trên mép môi ông hai hàng nước dãi chảy lòng thòng. Bà cười vừa nói. Ông ngủ ngon lắm sao mà chảy ke quá trời vậy? Ông Năm Vĩnh nghe vậy thì lấy tay quẹt lên miệng lật đật lau đi. Ông quê quá nên nói. Tôi có để ý đâu, cái tay nhức nên ngủ mê man. Xong chưa, tôi chở bà đi chợ rồi ăn sáng đói bụng rồi. Ừ, đợi tôi chút, xong liền nè. Sau đó ông xách con xe máy cà tàng chở bà đi. Trước khi ra chợ, hai vợ chồng ghé vào một quán hủ tiếu thì nghe tiếng một vị khách vào trước gọi. Ông chủ, cho một tô hủ tiếu xí quách nha. Tiếng ông chủ quán nhạnh nhẹn đáp lại. Rồi rồi có liền mà. Hủ tiếu xí quách của quán này thì cực ngon. Xí quách của quán không phải là những phần xương hầm nước đơn giản như những nơi khác, mà ở quán, xí quách là cả một phần xương ống với rất nhiều thịt bao quanh. Từ dùng đúng nhất cho xí quách ở đây có lẽ là khối thịt mới đúng. Không phải đợi lâu, ông chủ quán bưng ra một tô nóng hổi còn bốc khói thơm nức mũi. Ông Năm Vĩnh nhìn những cục xí quách thì nuốt nước miếng ưng ực. Cứ nhìn tô hủ tiếu của người khách kia một cách say mê. Phải đến khi tiếng ông chủ quán cất lên hỏi mới khiến ông giật mình. Ông bà Năm ăn gì đây để tôi làm? Ông Năm lại nhìn tô hủ tiếu bên bàn bên thì trả lời. Hủ tiếu khô xí quách đi con. Bà Vân hơi ngạc nhiên, vì trước giờ răng ông Năm yếu, nên ông hầu như chỉ ăn thịt, chứ không hề thích ăn xương. Hết xí quách rồi ông Năm ơi. Bà Vân nói. Răng ông có ăn được đâu mà kêu xí quách, à cho hai tô thịt băm đi con. Ông Năm vẫn còn luyến tiếc. Thấy người ngồi bàn bên cạnh ông cạp từng khúc xương ống mà ông nuốt nước miếng ưng ực. Không hiểu sao cứ thấy xương là ông lại thèm, thèm đến nỗi chỉ muốn lượm nó lên rồi cạp cho đã vậy. Như bản tính của loài chó vậy, cứ ngậm cục xương mà liếm mặc dù chả còn tí thịt nào dính trên đó. Ăn xong tranh thủ lúc vợ tính tiền, ông nhanh tay lượm lấy cục xương dưới đất bỏ vào túi quần. Xong xuôi hai ông bà đi chợ. Bà loay hoay mua những nguyên vật liệu như củ diện, lá mơ, chuối chát. Ông thì không đi theo bà vào chợ, chỉ ngồi uống cà phê ở đầu chợ. Đang ngâm nhi ly cà phê đá thì ở đâu một con chó khá lớn của chủ quán chạy ra chỗ ông ngồi. Nó đứng trước mặt ông sủa inh ỏi như muốn ăn tươi nuốt sống ông, khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Ông thấy nó sủa như vậy thì cũng tức mình. Ông bất giác gầm từ trong cổ họng sủa lại với nó. Con chó dường như hăng hơn, nó vồ tới lao vào người ông. Ông Năm cũng không vừa quật nó xuống mấy cái rồi dùng chân đạp lên cổ nó. Con chó lúc này dường như đã mất sức nên cũng nằm im ru. Cả ông Năm và con chó đều thở hồng hộc. Ông Năm la lớn. Chủ quán đâu? Sao để con chó điên này cắn khách vậy? Bà chủ quán thấy tình hình đã êm xuôi thì lật đật chạy ra. Dạ con xin lỗi bác Năm, con chó này ngày thường nó hiền lắm mà sao hôm nay nó vậy con cũng không biết nữa. Khách đông thì xích nó lại đi, gặp tao xử nó được chứ người khác nó cắn người ta chết rồi sao? Bà chủ giọng nài nỉ. Thôi con xin lỗi, để mai mốt con xích nó lại. Bác Năm cứ đi chích ngừa đi, con sẽ trả tiền phí cho bác. Ông Năm không bị nó cắn và ông cũng không muốn làm lớn chuyện nên ông nói. Thôi tao không sao, mai mốt tao uống nước bay miễn phí vài ly là được rồi. Chủ
chủ quán cười rồi trả lời. Dạ gì chứ 10 ly cũng được. Bác Năm thông cảm bỏ qua con, cảm ơn lắm. Vừa hay lúc đó bà Vân đi chợ xong đi ra, thế là hai ông bà về nhà. Con chó vẫn nhìn theo ông sủa lớn khiến mọi người rất ngạc nhiên. Họ xì xầm với nhau. Ông Năm Vĩnh giết chó nhiều quá hay sao mà con chó thấy ổng nó sủa dữ vậy nè. Thấy ánh mắt nó nhìn ổng không? Đáng sợ quá. Một người đàn bà khác lại nói. Mà con chó này cũng gan, nó dám cắn ổng chứ. Ổng bẻ cổ cái là chết bà luôn. Nói gì nói chứ chó nó cũng có linh tính lắm nghe. Nó biết yêu thương, biết trung thành thì cũng biết thù hận lắm. Hay không biết khi nào mới hết cái nạn trộm chó nữa. Về đến trước cửa quán thì đã thấy tên mối lái để sẵn cái lồng chó ở trước cửa. Trong lồng có chừng 3-4 con, có con mập, có con ống, còn có cả chó con. Bà Vân thấy vậy thì nói với tên lái. Mai nghỉ mốt mới bán chú mày cho mượn cái lồng luôn đi, đợt sau trả lồng cho. Ông Năm từ khi thấy cái lồng nhốt bầy chó thì ông bỗng nhiên bức trước trong lồng, cứ đứng ngay ra nhìn bầy chó đang bị nhốt đầy đáng thương kia. Cho đến khi tên mối lái đem cái lồng đi khuất vào nhà bếp, ông mới thôi nhìn. Bà Vân dục ông dắt xe vào vì trời cũng đã nắng lên. Thanh toán tiền cho tên mối xong thì bà đem đồ đạc xuống bếp nhìn cái lồng một lượt rồi thay đồ chuẩn bị nấu cơm. Bà không hề hay biết phía sau cánh cửa bếp là ông Năm với ánh mắt đỏ rực nhìn về phía bà và cái lồng nhốt mấy con chó. Mãi cho đến khi tiếng bà cất lên mới khiến ông dịu ánh mắt đó xuống, trở lại bình thường. Cơm tôi nấu xong rồi để trong lồng bàn đó. Ông với thằng Tài có đói thì ăn đi. Khỏi đợi tôi nha, tôi đi qua nhà bà Bảy chơi bài tứ sắc chiều mới về. Ông Năm nhăn mặt nói hơi gắt. Bài bà quài riết thằng Tài nó bắt chước bà để cái nhà này suy sụp luôn nha. Bà Vân thấy chồng vậy thì cũng lên giọng chua ngoa cãi lại chồng. Tôi về làm dâu cái nhà này, từ đó tới giờ toàn cắm mặt vô mấy con chó. Làm ngày làm đêm, giờ có mỗi thú vui mà ông cũng rầy rà nữa sao? Thấy vợ bày hải cãi lại thì ông Năm lại im lặng. Bà Vân được nước lấn tới nói tiếp. Thử cái nhà này không có tôi, coi cha con ông làm được gì. Thiệt bực cái mình, tôi đi đó. Ông ở nhà coi chiều làm thịt mấy con chó đi, để tủ lạnh mốt bán. Ông Năm Vĩnh nghe đến làm thịt chó thì ông sững người lại một lúc. Nhìn lại thì bà Vân đã ra khỏi nhà từ lúc nào không biết. Bỗng nhiên lúc này tiếng chó gầm gừ từ nhà bếp vọng lên khiến ông rùng mình. Mắt ông hoa lên, ông cảm giác đầu mình xoay mồng mồng như người say. Thân thể ông không tự chủ được bỗng nhiên quỳ sập. Ông bò y như một con chó từ từ tiến tới cái lồng nhốt mấy con chó kia. Mặt ông đối diện với chúng nó, cổ họng ông lại phát ra tiếng sủa gâu gâu như trò chuyện với chúng. Ông như hiểu được ngôn ngữ của nó. Một con chó có vẻ dài nhất trong đó đi lại phía trước mặt ông, cố hết sức gầm lên vì bị cột mõm nên không thể sủa được. Ông Năm lúc này như bị một thế lực vô hình điều khiển. Ông đưa tay lên từ từ mở cửa lồng thả từng con ra. Lũ chó được thả ra thì đứng vây quanh ông Năm. Khung cảnh khiến ông Năm như một con chó đầu đàn được các đàn em nể phục. Xong ông lại tiến về phía gác bếp chỗ để mấy con dao với kéo. Ông lấy cây kéo rồi cắt băng keo cột quanh mõm của chúng. Đến con cuối cùng thì chúng nó nhìn ông đồng thanh sủa lên mấy tiếng rồi tuốt ra cửa chạy đi mất dạng. Chỉ còn mỗi ông Năm trong nhà lúc này, ông vẫn còn bò dưới đất bằng hai tay hai chân. Ông ngước lên kệ bếp phía con dao bầu sủa lên một tràng dài rồi chạy vào phòng. Phía bên ngoài con dao bầu được gác trên bếp cũng lắc mạnh khua vào vách tường nghe lạch cạch đầy ghê rợn. Trong căn bếp nhỏ hẹp của gia đình ông Năm, con dao bầu phát ra một luồng khí rất mạnh đầy hung ác. Mãi đến chiều tối thì bà Vân mới đánh bài xong và về nhà. Hôm nay bà ăn nhiều nên rất khoan khoái trong lòng, vừa bước nhanh miệng vừa mỉm cười tủm tỉm. Nhưng về đến nhà thì đập vào mắt bà là cửa nhà không khóa, cánh cửa mở toang, bên trong từ trước đến nhà sau đều tối thui. Vào đến cửa, bà vừa với tay bật công tắc đèn vừa la lớn.
Thằng Tài đâu rồi, ông đâu rồi mà để nhà cửa tối thui vậy hả? Còn không đóng cửa nữa, lỡ ăn trộm vào thì chết đói hết cả nhà luôn. Đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ. Bà cũng ngờ ngợ có điều gì đó lạ nên bà bước ngược ra ngoài, cầm một khúc cây thủ thế rồi từ từ đi ra sau bếp. Nghĩ là nhà có trộm nên bà cầm khúc cây rất chắc, như sẵn sàng đập nát đầu tên trộm đã cả gan dám vào nhà bà trộm. Đoạn ngang cửa phòng thì bà thấy cửa phòng cũng mở toang và không hề có ai ở trong đó. Nuốt nước bọt, bà lại từng bước đi về phía sau bếp. Vẫn là một không gian tối om. Đến chân bậc thang để bước xuống, bà đưa tay bật công tắc đèn lên, nhưng chưa kịp thì mắt bà vô tình chạm phải một đốm sáng ngay giữa căn bếp. Bà căng mắt nhìn kỹ thì kinh hoàng ngã ngược về phía sau. Thứ bà thấy chính là cái đầu con chó đang lơ lửng giữa không trung. Cái lưỡi nó thè dài ra, hai mắt nó đỏ rực tia máu nhìn bà đầy kinh hãi. Bà ngất đi, thứ âm thanh cuối sợ cùng là tiếng chó sủa dữ dội văng vẳng bên tai. Phía sau cái đầu con chó đó lúc này chính là ông Năm. Sau khi bà ngất đi, ông liền trở về trạng thái con người bình thường, nhưng nhìn bà nở nụ cười đầy quỷ dị, cất giọng âm vang lên nói: Rồi cả nhà mày sẽ phải trả nghiệp báo thôi. Đâu đó trong không trung một tràng tiếng chó sủa trân trời đầy oán hận. Không biết đến bao lâu, bên ngoài trời cũng đã sập tối. Thằng Tài đi chơi với đám bạn về, nó cũng thấy nhà tối om, thì lấy điện thoại ra chiếu sáng rồi đi vào nhà. Mở công tắc thì ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, không thấy ai, nó lại đi về bếp thì thấy bà Vân nằm giữa sàn. Nó lật đật chạy lại lay lay người, nó hốt hoảng nói lớn: Trời ơi, mẹ sao mẹ nằm ra đất vậy nè? Nó phải giật tóc mai mấy lần, bà Vân mới từ từ mở mắt, thấy con, bà mới an tâm. Nhưng rồi bà chợt nhớ lại thứ bà nhìn thấy hồi chiều, miệng lắp bắp nói không rõ đầu đuôi: Ma, mà hồi chiều mẹ thấy ma. Tài ơi, con chó, cái đầu con chó. Thằng Tài thấy mẹ, thần hồn nát thần tính thì chen ngang nói: Thôi con đưa mẹ lên phòng nghỉ nha. Nhà mình nào giờ không có ma có gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi. Nói rồi, nó đỡ bà Vân dậy rồi dìu bà về phòng. Vừa đi nó vừa nói: Mà cha đâu rồi hả mẹ? Sao giờ này không thấy đâu, để mẹ xỉu nằm giữa nhà như vậy. Bà Vân có con trai bên cạnh lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Bà trả lời: Tao có biết đâu, tao về này thì đã không thấy ổng đâu hết. Cái tao xuống nhà dưới thấy. Bà chợt im lặng, như sợ thứ đó nghe thấy. Thằng Tài thấy mẹ nó im lặng thì thắc mắc: Mẹ thấy cái gì? Nãy giờ mẹ nói gì con không hiểu gì hết á. Phải đợi đến khi vào phòng rồi, bà Vân mới ra hiệu cho Tài khóa chốt cửa lại. Bà chậm chậm nói: Hồi chiều mẹ đi về, thấy giữa nhà bếp mình có cái đầu con chó. Trời ơi, mắt nó đỏ rực nhìn mẹ. Tao hết hồn nên té xỉu luôn, tỉnh dậy là thấy mày đó. Thằng Tài không tin, nghĩ là mẹ nó mệt nên hoa mắt. Nó nói: Ma có gì đâu, mẹ chơi bài nguyên ngày không ăn nên đói quá rồi hoa mắt thôi. Để con chạy đi mua cháo cho mẹ ăn. Sẵn ghé quán nhậu bà Mật coi có cha không, kêu cha về luôn. Tài, Tài. Không để bà gọi, nó đứng dậy rồi đóng cửa phòng đi tuốt. Chỉ còn bà Vân một mình ở trong phòng được một lúc thì bà hơi ớn lạnh cái không gian im ắng này. Dù vẫn còn sợ nhưng bà vẫn cố gắng bước lại cửa để chốt lại. Vừa chạm tay vào chốt cửa, một lực từ bên ngoài đẩy mạnh vào khiến bà bật ngược về sau. Cánh cửa mở toang trước mặt bà lúc này chính là ông Năm. Nhân dạng của ông lúc này rất kinh dị. Khuôn mặt mọc đầy lông lá, miệng ông dài ngoác ra như mõm của một con chó. Hàm răng mọc lên mấy cái răng nanh nhọn hoắt. Hai bàn tay co lại cũng đầy lông lá, các móng tay dài ngoằn bóng loáng. Kinh dị nhất là ánh mắt của ông một màu đỏ đầy oán hận nhìn bà. Bà nhìn thấy thì kinh hồn bạc vía lùi lại về sau mấy bước. Ông Năm đúng ra là oán linh kia từng bước tiến về phía bà,
Bà Vân sợ hãi muốn hét toáng lên thì chợt nhận ra cổ họng bà đã bị một thế lực nào đó bóp nghẹn. Chỉ có thể ú ớ không thành tiếng, âm thanh vừa đến yết hầu thì đã bị chặn lại. Quán linh kia vẫn từ từ tiến lại gần bà với cặp mắt giận dữ. Trả mạng cho tao! Tiếng nói âm u phát ra, khiến bà Vân kinh hồn bạt vía, bà lại ngất xỉu một lần nữa. Bà ơi, bà sao mà nằm sổng soài vậy nè? Dậy dậy đi! Lại thêm một giọng nữa, là giọng thằng Tài. Mẹ ơi, có sao không mẹ, tỉnh dậy đi mẹ ơi! Mắt bà từ từ hé hé ra, mặt ông Năm Dĩnh đập vào mắt bà, khiến bà sợ hãi nói không tròn câu. Ông, ma chó! Trời ơi! Bà nói cái giống gì vậy? Tại đi lấy khăn nóng, lau mặt cho mẹ mày tỉnh lại coi. Bà mê sảng rồi nè. Thằng Tài hớt hải đáp. Dạ để con đi lấy liền. Thằng Tài chạy đi, lúc này chỉ còn bà Vân với ông Năm. Bà vẫn còn sợ hãi hình hài của ông lúc nãy nên rất khép nép không dám lại gần. Bà hồi hộp từng giây từng phút đợi thằng Tài quay lại. Ông với bà ngồi đối diện nhau. Căn phòng lúc này sáng rực đủ cho bà nhìn thấy ánh mắt của ông Năm từ từ thay đổi. Khi nãy có thằng Tài thì ánh mắt ông và nó đều lo lắng khi thấy bà ngất xỉu. Đến bây giờ khi nó đã đi khỏi thì ánh mắt ông lại sắc lạnh đầy ma mị sặc mùi oán khí. Khiến bà kinh hãi định hét lớn gọi thằng Tài thì ông Năm nhanh như cắt tiến lại gần dùng tay bịt miệng bà lại làm cho bà không thể động đậy gì được đành chịu trận. Ông rít lên qua khẽ răng. Mày mà nói gì với nó là tao giết cả hai mẹ con mày, nghe chưa? Nói xong ông lại cười, tiếng cười nghe khanh khách khiến bà rợn tóc gáy. Không thể tin được con ma ngồi ngay bên cạnh lại là chồng mình. Tràn cười âm vang như vậy mà không hiểu sao thằng Tài không hề nghe thấy. Bà ngóng nó mãi mà chẳng thấy bóng dáng nó lên. Bà đành chịu trận ngồi nhìn ông Năm lúc này đầy quỷ dị. Được một lúc nghe tiếng bước chân thì bà mừng rỡ nhưng cũng không quên nhìn ánh mắt sắc lạnh kia. Thằng Tài tay vừa bưng tô cháo nóng hổi và một cái khăn trắng đã được nhúng nước ấm vừa nói lớn. Mẹ ơi, mẹ ăn miếng cháo thịt đi. Chắc sáng giờ không ăn gì nên tụt huyết áp hoa mắt chóng mặt chứ gì. Bà Vân mở miệng định nói gì đó thì ông Năm đã chặn nói trước với giọng điệu có chút hăm dọa. Bà ăn đi rồi ngủ sớm nghe bà. Để tôi đút bà ăn. Nói rồi, quay sang Tài ông lại tiếp. Thôi để cha lo được rồi, mày tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn phụ cha làm công chuyện nữa. Thằng Tài nghe vậy thì cũng cười rồi trả lời, nó hồn nhiên không hề hay biết, ba mẹ nó đều đang bị một thế lực vô hình khống chế. Vậy con về phòng nha, cha mẹ ngủ ngon. Bà Vân hốt hoảng kêu. Tài Tài đừng. Chưa kịp dứt tiếng thì ông Năm quay sang lườm bà một cái khiến bà cứng họng. May thay thằng Tài cũng là một đứa rất tinh ý, nó nhìn thấy được ánh mắt sắc lẹm đầy hăm dọa đó thì nó cũng bất giác lạnh sống lưng. Nó vẫn giả vờ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại nhưng vẫn đứng trước cửa nghe lén được những gì xảy ra bên trong. Ông Năm thấy Tài đi rồi thì trở giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống bà Vân. Ha ha, nào giờ nhà mày toàn làm thịt bọn tao thôi đúng không? Giờ tao sẽ cho cả nhà mày biết cảm giác bị trắng nước đến chết ngộp, bị nhúng nước sôi hay cắt cổ tươi. Cho bọn mày biết cái cảm giác đó nó đau đớn như thế nào. Bà Vân dù rất sợ nhưng vẫn lắp bắp hỏi. Mày là ai? Sao lại ám gia đình tao hả? Ông Năm trợn trừng mắt nhìn bà Vân rồi đáp. Tao là con chó của bà Sáu, bị tụi bay mua về rồi chặt đầu đó. Cả bà Vân và thằng Tài nghe đều rùng mình, không tin vào những gì đang chứng kiến. Chó thành tinh hay sao? Sao nó lại nhập vào xác ông Năm cơ chứ? Chồng tao đâu? Mày đã làm gì chồng tao rồi? Con chó tinh trong thân xác ông Năm lúc này mới hả hê trả lời. Chồng mày nó đã chết.
Bà Vân như chết điếng trong lòng, ngưng một lúc ông Năm lại cất tiếng âm vang đầy ai oán. Tao vốn là con chó hoang, bị bọn cậu trộm lúc còn nhỏ xíu. May mắn thoát được, trốn trong gầm cầu, rồi được bà Sáu bắt về nuôi dưỡng. Bà thương tao lắm, lúc nào cũng vút về âu yếm tao cả, cho tao ăn ngon, ngủ ấm. May mắn lắm tao mới tìm được người chủ tốt như vậy, mà tụi bay nữa bắt tao thêm lần nữa, rồi chặt đầu tao. Tao bị thòng lọng xiết đến 2 lần, nên thành tình bây giờ quay về, tao trả thù tụi mày. Tụi mày phải chết. Nói dứt câu oán hận như trào dâng, nó dùng đôi bàn tay đầy lông lá bóp rồi siết chặt cổ bà Vân hằng lên những gân máu, khiến bà không tài nào thở được. Bà ú ớ trong cổ họng đầy đau đớn. Thằng Tài bên ngoài nghe thấy mẹ gặp nguy hiểm, mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn lấy hết can đảm mở cửa vào. Nó dùng hết sức kéo mạnh thân xác ông Năm ra, nhưng sức nó như vô dụng trước sức mạnh kỳ lạ của ông Năm. Lúc này một tay bóp cổ bà Vân, tay kia thì bóp cổ thằng Tài. Nó dùng sức mạnh nâng cả hai người lên không trung một cách nhẹ tênh. Nó cười rít lên. Sao cảm giác bị siết cổ nó như thế nào? Đau lắm đúng không? Khó thở lắm à? Ha ha ha. Lúc này tiếng chó lại hú lên giữa đêm vắng. Sự kinh hoàng đang diễn ra trong ngôi nhà này bên ngoài hoàn toàn không ai hay biết. Thằng Tài dùng bản năng sinh tồn, nó lấy tay chọc thẳng vào mắt của con ma chó. Nó đau đớn buông mạnh hai mẹ con xuống đất nghe bịch một cái. Thằng Tài tranh thủ lúc nó còn quằn quại đau đớn thì dìu mẹ nó chạy. Không hiểu sao nó không chạy ra hướng cửa ra vào mà lại dìu bà Vân chạy thẳng ra sau bếp. Bà Vân do bị té mạnh nên một bên chân đã bị gãy. Bà dường như lê lết trên mặt đất chứ không đi nổi nữa. Vừa hay lúc này con chó ma trong thân xác ông Năm cũng từ từ đi xuống bếp. Nó vừa đi vừa gầm gừ như muốn hù dọa hai mẹ con bà Vân. Trong không gian tối mịt đó thì thứ ánh sáng duy nhất mà thằng Tài thấy được chính là ánh sáng đỏ rực phát ra từ con dao bầu. Nó vội vàng chạy lại lấy con dao cầm chắc trong tay. Lúc này thứ quỷ gì kia đã xuống sát chỗ hai mẹ con. Nó thấy con dao bầu thì bất ngờ lùi lại mấy bước như e dè sợ hãi. Nó gầm gừ lên mấy tiếng, con dao bầu lúc này như có ma lực, nó trở nên lạnh như băng, cứ chĩa mũi dao nhằm hướng con chó ma mà bay tới. Nó như điều khiển bàn tay thằng Tài nhanh như cắt bay đến chém vào con ma kia. Con chó ma như hiểu được uy lực của con dao bầu, nó vội vàng tránh qua một bên, vừa hay nó cào trúng tay thằng Tài một đường dài. Nhưng con dao bầu có linh tính, nó cũng nhanh chóng lướt qua bên này chém trúng cổ của con ma một nhát chí mạng. Một tiếng hú dài rít lên, thằng Tài chỉ lờ mờ thấy bóng một con chó vàng rực bay lên không trung rồi phóng tụt xuống con rạch chạy đi mất. Máu chảy ra lênh láng từ cổ của thân xác ông Năm. Con dao bầu lại bay đến rớt xuống ngay vũng máu. Nó hút từ từ dòng máu nóng đó cho đến khi cạn thì trở lại như một con dao bình thường. Do trong bóng tối nên thằng Tài và bà Vân đều không thấy khoảnh khắc kinh dị ấy. Phải đến khi bà Vân chật vật bò lại công tắc bật đèn thì ánh sáng mới rọi khắp căn bếp. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng, ông Năm nằm chết gục dưới sàn nhà, bên cạnh là con dao bầu dính đầy máu. Cả hai mẹ con đều bàng hoàng khi thấy cảnh tượng lúc này, nó như một mớ hỗn độn, thằng Tài lắp bắp vừa run sợ vừa nói. Con, chính tay con giết cha rồi mẹ ơi. Con dao nó điều khiển tay con.
chứ con không muốn đâu. Con. Thấy con như vậy, thì bà Vân níu tay con lại rồi nói như trấn an. Mẹ biết rồi. Bình tĩnh lại con. Nó là ma, con giết ma chứ không phải giết người. Con không muốn đi tù đâu mẹ ơi. Con sợ quá. Bà Vân nói lớn như hét vào mặt Tài. Mày phải bình tĩnh lại, mẹ không để con phải đi tù đâu. Nghe lời mẹ. Tài giọng run run trả lời. Phải làm sao bây giờ mẹ, tay chân con run quá trời rồi. Suy nghĩ một lúc thì bà Vân nói. Phụ mẹ bỏ xác cha mày vô bao, rồi đem ra sau vứt. Bỏ thêm đá vô bao, cho nó chìm hẳn xuống cái rạch sau bếp đi. Vứt ở đây, mình còn kiểm soát được, chứ ra sông lớn lỡ người ta phát hiện được thì mình chết chắc. Chỉ có cách phi tang xác ổng, mày mới khỏi cảnh tù tội thôi con. Nhưng mà... Hai mẹ con loay hoay một lúc thì cũng bỏ xác ông Năm vô bao một cách trọn lõn. Vừa làm mà mồ hôi thằng Tài chảy ròng ròng trên mặt, nó sợ đến tái cả mặt. Lạ thay xác ông Năm chỉ mới chết đây mà bốc mùi hôi thối như chết đã lâu rồi. Thật kinh khủng, cái xác khô héo lại chỉ còn da bọc xương. Trong đêm tối hai con người lặng lẽ khiêng cái bao ra mé con rạch rồi bỏ đá vào. Đùng một tiếng cái bao chìm nghỉm dưới dòng nước đục, do con rạch cũng khá sâu nên bà Vân cũng yên tâm một chút. Về nhà lại dọn dẹp lau sạch mọi thứ. Thằng Tài lại rửa con dao bầu cất lên gác bếp, nó vừa nói. Hồi nãy lạ lắm mẹ, cái dao này nè nó tự điều khiển tay con chứ con không biết gì luôn. Bà Vân tặc lưỡi. Mày sợ quá nên nghĩ bậy bạ thôi. Làm nhanh rồi đi lên nè. Thằng Tài nghe mẹ nó nói vậy thì cũng im lặng dọn sạch sẽ hiện trường. Xong xuôi thì đã hơn 2 giờ sáng. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ như bình yên đến lạ. Bà Vân vẫn là người thức dậy trước. Bà đi sang phòng con khẽ gọi nó dậy rồi nói. Hôm qua mẹ quên dặn mày. Có ai hỏi cha mày đâu thì nói là ổng đi Sài Gòn rồi nghe không. Nói bậy bạ người ta nghi đó. Thằng Tài dụi dụi mắt rồi trả lời. Con biết rồi. Chiều ngày hôm đó thằng Tài đi loanh quanh xóm xem có ai nghi ngờ gì chuyện xảy ra ở nhà nó đêm hôm qua không. Thật may khi dường như chẳng ai hay biết gì cả. Vừa lúc nó đang đứng xem tụi nhỏ trong xóm đá dế thì gặp thằng Xíu, cái thằng đã câu trộm con chó của bà Sáu hôm đó bán cho cha nó. Thằng Xíu kéo thằng Tài sang một góc vắng hỏi. Ủa Tài, ông Năm đâu, sao tao kiếm ổng cả ngày hôm nay không gặp? Thằng Tài hơi bối rối, mắt nó láo liên, rồi sực nhớ tới lời mẹ nó dặn hồi sáng. Cha tao đi Sài Gòn rồi, không biết nào mới về nữa. Nó ghé tai lại gần hơn nói nhỏ với thằng Tài. Tao có mấy con mập lắm, hàng chất lượng nha mày. Lát tao đem lại nhà cho, nhớ để giá nới nới chút nha cu. Nói rồi nó quay sang phía tụi nhỏ đang đá dế, mà không hay biết phía sau, hai mắt thằng Tài đỏ rực lên. Nó trầm giọng nói như âm vang. Ừ, đem lại đi, tao trả giá cao cho. Ha ha ha. Thằng Xíu không để ý, nghe nói vậy thì cũng cười rồi nói. Chú mày biết điều đó. Được vậy mốt tao kiếm hàng tốt cho. Nói rồi nó bỏ đi, để lại thằng Tài đang trừng mắt nhìn theo. Nó rít lên trong cổ họng. Rồi mày sẽ phải chết thôi. Thằng Xíu hí hửng như sắp được món hời to. Cũng đúng, chó thì của người ta, nó chỉ việc trộm rồi đem bán lại với giá cao thôi. Có tốn vốn liếng gì đâu. Vừa đi vừa huýt sáo mặt đầy hớn hở, nó nghĩ thầm. Hai con này chắc cua được hơn cũ, vậy có tiền mua rượu rồi, ca ca. Mãi đến hơn 8 giờ, nó mới đem cái bao đựng hai con chó lại quán ông Năm. Nó vẫn đứng bên hông quán mà kêu. Tài ơi. Thằng Tài hé cửa sổ rồi ra dấu, biểu nó xách cái bao đi thẳng ra sau bếp. Do đã bán rất nhiều lần cho ông Năm, nên nó rất quen thuộc cái quán này. Nó te te xách cái bao đi ra sau mà không mảy may nghi ngờ. Thằng Tài đã đợi sẵn dưới bếp, tay nó cầm con dao bầu,
li li trên cục mài cho con dao càng sắc bén hơn. Thằng xíu thấy vậy thì hỏi: Ủa làm thịt luôn sao? Có cần tao phụ không? Hề hề cho tao thêm 200 là được rồi. Thằng Tài lúc này gương mặt tối sầm xuống, mặt cũng một lông lá y như ông Năm lúc bị con chó ma nhập. Nó gằn lên từng tiếng: Tao làm thịt, nhưng mà làm thịt mày đó, thằng khốn nạn, mày chết đi. Vừa dứt lời, nó vừa bổ mạnh con dao xuống ngay đầu thằng Xíu. Thằng Xíu nghe vậy thì quay đầu lại nên tránh được nhát chém vừa rồi, sượt qua ngang đầu nó lại chém trúng ngay bả vai. Máu chảy đỏ tươi, thằng Xíu hét lớn như cầu cứu: Mày điên hả, muốn giết người hay gì? Bớ bà con, cứu cứu thằng Tài nó điên rồi. Vừa nói nó vừa chạy hướng nhà trên định trốn, nhưng nó lại vấp phải bậc thang nên té ngửa ra. Thằng Tài phía sau lao tới chém mạnh một cái nữa ngay bắp tay thằng Xíu. Máu văng ra khắp nơi, dính cả lên mặt. Thằng Tài nhìn nó lúc này như một tên sát nhân đầy hung bạo. Mất máu nhiều khiến thằng Xíu hoa mắt đi. Nó lấy hết dũng khí hỏi: Sao mày giết tao? Tao có làm gì mày đâu chứ? Mày không thấy bộ dạng này của tao sao? Mày không đoán được sao? Tao chính là con chó của bà Sáu bán vé số đây. Chính mày là chiếc điện rồi xiết cổ tao, đem bán cho thằng Năm Dính, để nó chặt đầu tao không thương tiếc, còn ném đầu tao xuống sông, khiến tao không thể hóa kiếp. Tao muốn mày phải chết. Thằng Xíu kinh hãi, nó dường như nhớ ra con chó lông vàng ống nhách của bà Sáu. Là con chó do chính tay nó bắt rồi bán cho ông Năm Dĩnh, nó đã thành ma rồi về báo thù hay sao? Không, nó không thể chết như vậy được. Nghĩ đến đây nó bất giác, tung chân đạp mạnh vào bụng thằng Tài đang đứng trước mặt rồi bỏ chạy. Thằng Tài bị đạp bất ngờ thì té ngược lại đầy đau đớn, nó gầm lên từng tiếng rồi đứng dậy đuổi theo. Mày không thoát được đâu con trai, nghiệp báo không chừa một ai. Chạy đến cửa ra thì Xíu chợt nhận ra cửa chính đã bị khóa chặt. Nó kêu gào thảm thiết nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Vừa lúc này thì thằng Tài đã tiến đến sát phía sau, gương mặt không chút biểu cảm chém mạnh. Thằng Xíu quay lại, dùng tay nắm chặt tay Tài giữ lại. Không được, Tài nhìn ống yếu, nhưng sức mạnh nó lúc này gần bằng mấy người đàn ông gộp lại. Dằng có được một lúc thì thằng Xíu đã thấm mệt, tay nó từ từ nới lỏng định buông tay ra mặc cho số phận, thì may thay có tiếng bước chân bên ngoài. Lạch cạch như thấy được tia hy vọng sống, thằng Xíu gào lên: Cứu cứu tôi với, thằng Tài nó giết người nè bà con ơi. Hai ba người đi bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng kêu gào của nó nên vội vàng chạy lại kêu cửa, rồi hè nhau dùng sức đạp mạnh vào cái cửa đã cũ kỹ. Chẳng mấy chốc cánh cửa bị đạp tung, ánh đèn đường cũng nhờ vậy mà rọi vào sáng căn nhà. Thằng Xíu đang đứng bên trong cửa cũng bị hất tung về trước. Thằng Tài vẫn bộ dạng như vậy, mắt nó long lên cầm chặt con dao bầu mà đâm thẳng vào bụng thằng Xíu trước sự chứng kiến của mấy người kia. Thằng Xíu chưa kịp hoàn hồn sau cú bật tông của cánh cửa nên hứng trọn nhát đâm của thằng Tài. Rút con dao ra, nó dường như chưa hả dạ, nó còn đâm thêm vào nhát nữa cho đến khi bụng thằng Xíu nát bấy, ruột gan bên trong lòi hẳn ra ngoài, máu như nhuộm đỏ cả căn nhà nhỏ. Nó ngã gục chết tươi tại chỗ, miệng vẫn thều thào mấy tiếng chẳng ai hiểu. Mắt nó trợn trừng, gương mặt vẫn chưa hết sự kinh hãi. Mấy người kia thấy vậy thì cũng sợ hãi cứng đơ người. Chẳng ai dám xông vào mà ngăn cản, chẳng may bị nó xiên cho một nhát thì khổ. Họ hò hét thất thanh gây sự chú ý của bà con hàng xóm lại bu quanh căn nhà của ông Năm Dĩnh. Ai nấy đều rùng mình trước sự việc kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Thằng Tài mắt đỏ ngầu, mắt và tay mọc đầy lông vẫn gầm gừ nhìn họ. Thank you.
Nó hú lên từng tràng dài ghê rợn rồi chạy về phía sau bếp, phóng tụt xuống con rạch nơi chôn xác ông Năm. Mọi người cũng đuổi theo nhưng thấy nó phóng xuống nước thì chả ai dám nhảy theo. Họ chỉ đứng trên bờ mà nhìn xuống thì kỳ lạ thay một cái bao bố từ từ nổi lên mặt nước. Nó nổi lên bền bốc mùi hôi thối kinh hoàng, mùi bùn non pha lẫn mùi xác chết đang phân hủy, có cả mùi máu tanh tưởi. Có người chịu không nổi quay mặt đi chỗ khác mà nôn thốc nôn tháo. Thật kinh hãi, người dân chứng kiến sự việc đã báo công an ngay lúc đó. Lập tức các nhà chức trách đã có mặt lấy lời khai của các nhân chứng đã chứng kiến sự việc. Họ cử đội khám nghiệm hiện trường xuống và lôi cái bao kia lên thì kinh hoàng phát hiện xác một người đàn ông tình nghi là ông Năm Vĩnh đã bị chặt nhỏ thành từng mảnh lớn nhỏ khác nhau. Ai nấy đều phải quay mặt đi vì kinh hãi. Công an lục soát căn nhà thì càng kinh hoàng hơn khi phát hiện xác bà Vân nằm chết trên chiếc giường trong phòng ngủ. Mặt và tay chân bà chi chít những vết cào xước, dưới bắp đùi bà đã bị một con vật gì đó ngậm nhắm mất một mảng lớn làm lòi ra lớp thịt tươi bên dưới. Nhưng vết thương chí mạng là vết cắn sâu trên cổ là đứt động mạch, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Mặt bà vẫn còn nguyên nét kinh hãi. Đêm đó là một đêm không ngủ của con xóm nhỏ. Người người nhà nhà đều hoang mang lo sợ, sợ con thú lông lá kia trong thân xác thằng Tài sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại họ. Ai cũng như ai không nói câu nào nhưng đều về nhà và chốt chặt cửa và không dám tắt đèn. Không khí ảm đạm bao trùm cả con xóm khi một tràng dài những tiếng hú phát ra từ nhà ông Năm Vĩnh. Người ta nghe như có rất rất nhiều chó cùng sủa lên trong một lúc, ai nấy đều rợn tóc gáy. Tiếng rú vang rần một hồi rồi im bặt. Dần dần màn đêm biến mất nhường chỗ cho mặt trời lên. Ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói khắp mọi nơi, sự u ám dần tan biến. Người dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ta lại bắt đầu ngày mới với mọi sinh hoạt như thường lệ. Những quán cà phê thường là nơi tập trung mọi người lại ngồi lê đôi mách vài câu chuyện mà chủ đề chính là sự việc kinh hoàng đã xảy với nhà ông Năm. Một người đêm qua chứng kiến kể lại rằng: trời ơi, lúc tôi tới đã thấy thằng Tài con ông Năm, mặt với tay chân nó lông không à mà lông vàng khe hà, mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người vậy, ghê quá. Thêm một người khác xen vào nói: tôi nghi lắm, tôi nghi là nó bị ma chó nhập. Nhà ông Năm chuyên giết mổ chó để bán mà. Xui hay sao làm thịt nhầm con chó tinh, nên nó trả thù chứ gì. Một nhà ba người chết sạch. Tiếng xì xầm phát ra không ngớt. Vừa hay lúc này bà Sáu tay cầm cây gậy lọ mọ đi lại mời mua vé số. Những tiếng xì xầm to nhỏ ấy vừa đủ để lọt vào tai bà. Bà thừa biết đứa bắt trộm chó của bà chính là thằng Xíu nhưng thân già lại không người thân nên bà không làm gì được nó. Nay nghe tin nó chết bà như chết đứng trong lòng. Quả báo thời xưa thì lâu, quả báo thời nay thì mau, cấp kỳ người ta nói quả không sai. Mới hôm qua đập đầu chó, hôm nay bị chó đập đầu lại. Bà nghĩ thầm trong lòng rồi tặc lưỡi lững thững bước đi. Mặt bà không chút biểu cảm. Oán hận thì bà cũng đã oán hận rồi, trách móc cũng đã trách móc rồi, chỉ có chó của bà là không thể quay về. Gương mặt bà già nua hằn lên dấu hiệu của thời gian và sương gió. Mấy người trong quán thấy vậy thương tình thì gọi lại mỗi người vài tờ mua giúp cho bà. Công an ra lệnh truy nã khẩn cấp tội phạm Nguyễn Thành Tài, vì không thể ghi trên bản cáo trạng là bị ma nhập dẫn đến giết người nên công an đành ghi nhận có hành vi ngáo đá và có triệu chứng tâm thần. Khuyến cáo người dân ai gặp Tài thì báo cho công an gấp, đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhưng không phải đợi quá lâu, công an đã được người dân báo cáo khi phát hiện Tài đã chết trên con rạch sau nhà Tài nhưng cách đó một đoạn. Tài chết với miếng băng keo còn cuốn chặt quanh miệng. Người dân trong xóm lại được một phen xôn xao. Ai nấy đều sợ hãi và không dám ăn thịt chó nữa. Qua lời khai của nhân chứng thì con dao bầu chính là hung khí Tài dùng để giết người, nhưng công an tìm khu vực xung quanh nhà và các vùng lân cận đều không thấy nên đành thôi. Con dao biến mất một cách kỳ lạ.
Chiều hôm ấy bà Sáu đi bán về sớm nên lần mò ra sau vườn định hái mớ rau tạp tạng để nấu canh thì không may bà trượt chân té đập đầu xuống khúc cây gần đó khiến bà bất tỉnh. Không biết đến khi nào bà tỉnh dậy, chưa kịp mở đôi mắt đục ngầu ra thì thứ âm thanh đầu tiên bà nghe thấy chính là tiếng chó kêu ẳng ẳng bên tai. Bà vội vã mở mắt ra nhìn xung quanh. Con chó lông vàng của bà từ xa chạy lại víu víu dưới chân. Nó liếm liếm bàn tay của bà như ngày trước, mỗi lần bà cho nó ăn đều như vậy. Trong đêm vắng bà âu yếm ôm nó vào lòng như chưa từng xa cách. Có lẽ từ đây về sau chẳng ai có thể bắt nó ra khỏi vòng tay của bà được nữa. Đâu đó vang lên tiếng chó hú dài trong đêm, nghe thật ai oán và rùng rợn. Truyện, nếu bạn thấy hay, hãy chia sẻ video này tới tất cả mọi người. Để cho tất cả mọi người đều yêu thương chó nha, con chó là người bạn trung thành của chúng ta, chó là để yêu thương. Chúc các bạn ngủ ngon, Nam Mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.